Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện sau một ngày nghỉ ngơi. Ở buổi tập chiều nay, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo ngay sau khi trở về từ Kyrgyzstan đã làm việc cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cùng với đó, 9 gương mặt vừa thi đấu vòng loại U23 châu Á cũng được bổ sung vào trong lực lượng của đội tuyển Việt Nam. Trong số 9 cầu thủ thì có 5 cầu thủ thường xuyên được tham gia vào đội tuyển Việt Nam thời gian qua, bao gồm Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh. 4 cầu thủ còn lại bao gồm Nhâm Mạnh Dũng, Lê Văn Đô, Trần Văn Đạt và đặc biệt là cầu thủ đã ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại các cầu thủ Myanmar, đó là Hồ Thanh Minh. Về tình hình chấn thương của Minh Vương, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đã có thể tham dự đầy đủ các bài tập theo giáo án của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngay sau khi trở lại Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trực tiếp thị phạm, sửa lỗi và yêu cầu các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam tập trung và máu lửa hơn trong quá trình tập luyện của mình. Những bài tập chiến thuật cũng đã được ban luyện triển khai ở phần cuối của buổi tập. Nhiều phương án mới đã được ban luyện đưa ra cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trước cuộc tiếp đón đội tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra sau đây 5 ngày. Có thể nói lúc này, đội tuyển Việt Nam đang bước vào quá trình nước rút để chuẩn bị cho hai trận đấu trên sân nhà gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út diễn ra lần lượt vào ngày 11 và 16 tháng 11 tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.